Xin chào tất cả mọi người nhé. Em lại lên video giày thể thao nam hàng mới về cho mọi người nhé. Một đôi mã đầu tiên đến với cả một đôi Adidas của Ultraboost nhé. Đây là mã H14 chân 42 nhé mọi người. H14 chân 42 nhé. Hôm nay em lại lên giày mới cho mọi người xem nhé. Mọi người tranh thủ xem nhé. Tiếp ạ. Mã này mã Adidas nhá, Ultraboost ạ. Đôi này H14 nhá, chân 42 nhá. Tiếp ạ, một đôi Nike màu đen. Nike E nhá. Nike E. Nike E nhá. Đây rất mới nhá. Đôi này mã G36 chân 42 nhá. G36 chân 42 nhé, 350 nhé. G36 chân 42, 350. Tiếp ạ, một đôi giày của Hàn nhé. Thương hiệu đó là như này, em không biết đọc đâu. Nhưng mà giày này giày của Hàn nhé. Mình sẽ điều chỉnh giày ở đây nhé mọi người. Đấy. Và mã này là mã G24 nhé, chân 42 nhé. G24 chân 42 nhé. Đi giày của nhà Hàn thì nó rất là êm mọi người nhé. Rất là êm. Đôi này 400 nhá. 400 ạ, rất là mới ạ. Tiếp ạ. Một đôi của Hàn nữa nhưng mà đôi này màu tím than nhá. Đôi màu tím than nhá. Mình cũng điều chỉnh dây ở đây nhá mọi người. Đấy. Đôi này mã G8 chân 42 nhá. Mã G8 chân 42. Đôi này 350 nhá. 350 ạ. Tiếp ạ, một đôi đế bằng nhá. Một đôi đế bằng. Mã này mã G37 nhá, chân 42 nhá. Rất mới nhá, G37 chân 42. Đôi này đi chơi thì hợp lý hơn mọi người ạ. Đôi này 500 nhá, 500 ạ. Tím màu tím than nhá, đôi này đi chơi mặc với cả quần bò rất là đẹp nhá. Tiếp ạ, một đôi Adidas màu trắng nhá. Adidas màu trắng, đợt này em lấy về nhiều Adidas lắm mọi người ạ. Màu nào cũng có nhá. Màu tối, màu sáng cũng rất là nhiều. Adidas đế bằng nhá. Đôi này mã G10 nhá, chân 42 nhá. 400 nhá mọi người. Đôi này mua ở bên ngoài hàng mới ở mấy triệu ấy ạ. Tiếp ạ. Một đôi Nike nhá. Nike đen. Nike màu đen nhá, mã M10 nhá, chân 43 nhá. M10 chân 43 nhé mọi người. Rất là mới nhé. Không bị. Nói chung là độ mới rất là cao. Và nhìn này mọi người nhìn đường kim mũi chỉ này. Không bị lỗi hay là gì nhé mọi người nhé. Đây này 350 nhé. 350 ạ. Mã 10 nhé. Chân 43 nhé. Tiếp ạ. Một đôi Adidas màu vi. Đôi này pha phối rất là đẹp nhé mọi người. Màu này đi cũng không bị bẩn. Mọi người, không bị bẩn nhé. Đấy. Đế thì cũng chưa mòn sắt nhé mọi người. Mã 328 nhé. Chân 43 nhé. 328 chân 43. Tiếp ạ. M1 Palmer nhé mọi người, hãng M1 Palmer. Đôi này mã G45 chân 40 nhá. Chân 40 mình đi vừa nhá, đôi này mới lắm mọi người. G45 chân 40 nhá. Này, em lên cho mọi người xem. Đấy, rất mới nhá. Tiếp ạ. Đôi này bao tiền? Đôi này 400 nhá mọi người. 400 G45 size 40 400. Tiếp ạ.
Adidas nhá. Adidas mã H45 chân 42 nhá. H45 chân 42, đế rất mới luôn mọi người nhá. Đôi này em bán 400 nhá. 400 ạ. 400. Mới dã man luôn. Tiếp một đôi giày lấy bằng nhá, của thương hiệu Checker nhá. Đôi này mã 306 chân 42 nhá. 306 chân 42. Đôi này mặc với quần bò thì đẹp cực kỳ mọi người ạ. Màu này cũng đẹp nhá. Này còn tây nữa, chưa kể là đế thì rất là mới nhá, chưa mòn sắt gì luôn mọi người nhá. Tiếp ạ. Đôi này em bán 400 nhá. 306 size 42 400. Tiếp ạ. Một đôi Adidas nhá. Pha với cả màu xanh. Mã H39 chân 42 nhá. H39 chân 42, đế này rất là mới nhá. H39 chân 42, đây là 400 mọi người. 400 nhá. Tiếp ạ. Một đôi sò nhá, Adidas nhá. Đôi này rất là nổi bật với cái hình vạch vạch màu màu vàng nhá mọi người. Đôi này chắc phải size to, đôi này chân 45,5 nhá mọi người. À đâu, chân 43 chứ. H22 chân 43 nhá. H22 chân 43. H22 chân 43 nhá. 43,5 mọi người ạ. 43,5 nhá. 44 đi vừa nhá. H22 nhá. Đây em bán 600 nhá. Rất mới luôn mọi người. Như mới luôn. 43,5, 44 đi vừa nhá mọi người. Tiếp ạ. Một đôi Reebok nhá, màu đen nhá. Reebok màu đen. Đôi này G28 size 41 nha mọi người. G28 size 41 nha. Đôi này em bán 400 nhá. Mọi người mua hàng bên em là phải cọc nhá, hoặc là chuyển khoản trước thì em mới đi hàng nha mọi người nhá. Nói chung là khách nào mà quen rồi thì họ toàn chuyển khoản hết thôi. Còn khách nào mà mới mua nhà em lần đầu thì mọi người chuyển cọc em mới đi hàng nhá mọi người. G28 chân 41 nhá. Đôi này 400 nhá mọi người. 400. Rất mới nhá. Đấy. Tiếp ạ, một đôi Adidas nhá. Màu ghi. Đôi này pha phối rất là đẹp, đôi này đi chơi. Đôi này đi chơi thì hợp. Đôi này mã H32 nhá, chân 41 nhá. H32 chân 41 nhá, 400 nhá. 400 mọi người nhá. Tiếp ạ, một đôi Nike E nhá. Em á, Nike em á. Màu đen nhá. Đôi này mã G33 nhá, chân 38 nhá. G33 chân 38 nhá. Đôi này 400 mọi người nhá, mới cứng luôn ạ. G33. G33 chân 38 nhá mọi người. Tiếp ạ. Một đôi Adidas nhá. Pha xanh nhá. H15 chân 42 nhá. H15 chân 42 này rất mới nhá. Đôi này em bán 500 nhá. 500. 500 nhá mọi người. Tiếp ạ, một đôi Nike nhá. Mã 31 chân 43 nhá. Mã 31 chân 43. Đây là 350 nha mọi người. 350. Rất mới này. 350 nhá, size 43 nhá. Tiếp ạ. Đôi này made in Việt Nam. Mã X36 nhá. Chân 42. X36 chân 42 350k nhá. Đây là rất mới ạ, mới cứng.
Cơ này mới lắm mọi người nhá. Ở bên ngoài nó màu trắng đấy. Nói chung là đôi này trắng, mà rất mới nhá. Các bạn, một đôi Puma đế bằng nhá. Puma đế bằng nhá. Rất đẹp nhá. Đôi mặc với quần bò rất đẹp nhá. Đôi này mã 334/41 nhá. 334/41. Nhá. Đôi này 300 nhá mọi người. 300. Rất mới. Tiếp ạ. Giày này đi phượt nhá mọi người. Mã G47/43 nhá. Tôi lại đi phượt nhá. Hàng này hàng độc mọi người ạ. Đảm bảo là mọi người săn ở bên ngoài không có đâu. Đôi này đi phượt rất thích nhá, rất mới nhá này. Mới cứng luôn ạ. Đôi này em bán 700 cơ. 700 nhá, G47/43 nhá. Các anh nào mà ở trên các khu vực ví dụ như kiểu miền núi ấy, Sapa này, Lào Cai này, Yên Bái các thứ ấy, đi mấy cái giày này ấy, nó kiểu bám đường á mọi người. Mà nó cũng phù hợp cơ. Nói chung là giày này mình đi phượt, đổ đèo, leo núi thì hết ý ạ. Tiếp nhá, một đôi giày Nike nhá. Đen pha với cả hồng cam nhá. Đôi này mã H11/40 nhá. H11/40. H11/40 nhá. Đôi này bán 350 nhá mọi người. 350. Các bạn, một đôi đến từ thương hiệu Lil Valen nhá. Đôi này mã E4/42.5/43 đi vừa nhá, rất mới nhá. Đôi này là 400 nhá. 450 nhá mọi người. Mã E4/42.5/43 đi vừa 450 nhá. Đôi này màu rất ở bên ngoài rất là đẹp nhá. Nói chung là đi màu này thì không bao giờ bị sợ bẩn giày nhá. Tiếp ạ, một đôi Fila màu trắng. Fila màu trắng nhá. Tiếp ạ. Đôi này rất mới này. Fila màu trắng nhá, đôi này size 42.5 nhá. H47/42.5/43 đi vừa nhá. Fila nhá. Đây em bán 400 nhá mọi người. Đẹp lắm, ở bên ngoài đẹp lắm luôn. Đôi mới á. Tiếp ạ, một đôi đến từ thương hiệu Puma nhá. Mã G41 nhưng mà chân 390 đi vừa nhá. G41 chân 39 nhá. Đôi đẹp lắm. Này. G41/39 nhá. Rất mới mọi người. G41/39 nhá. Đôi này mặc cái quần bò ấy. Đẹp lắm. Tiếp ạ. Đôi này là đôi này em bán 400 nhá mọi người, 400. Tiếp ạ, một đôi đến từ thương hiệu Lil Valen nhá. Màu đen nhá. Màu đen. Đôi này mã G3/41.5/42 đi vừa nhá. Mới không? Nhẹ lắm mọi người ạ. À, đôi này 350 nhá. Đôi này là kết thúc chương trình live hôm nay nhé mọi người. Em tranh thủ lại lên video cho mọi người để mọi người có thể chốt đơn nhé trước ngày mà mọi người đi chơi lễ. Mã G3/41.5/42 đi vừa nhé. Đừng nãy em giờ anh nào thích đôi nào ấy thì các bạn Zalo với em bằng số 0963090994 nhé. Mọi người chụp hình gửi cho em qua Zalo nhé. Em tìm cho nó dễ, còn không thì đọc mã đọc sai nhé mọi người. À, hàng mua bên em thì 100% là mọi người sẽ phải chuyển khoản trước hoặc là cọc trước thì em mới đi hàng nhé mọi người. Một đôi Lil Valen nhé mọi người. Em quay đến đây sáng nay là kết thúc rồi mọi người nhé. Em chào tất cả mọi người.